What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss kia. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi lập hộp review sơ qua một em chuột khá là hay đến từ nhà Deril. Và như các bạn nhìn thấy thì cái vỏ hộp của nó sẽ có cái mã là Deril A Plus. Thì cái này có lẽ là một cái thương hiệu rẻ nhánh mới của thằng Deril. Chắc là nó chuyên về cái dòng cao cấp chăng? Thì mình cũng không rõ, cái này thì nó chỉ có ở bên nội địa Trung Quốc thôi, chứ hiện tại thì ở Việt Nam mình thì không có con này nhé. Mã của em này sẽ là A955 đó, Chimox Wireless Gaming Mouse. Thì nó sẽ là dòng chuột không dây mới của thằng Deril. Ok, bây giờ mình sẽ cùng mở xem thử coi con này nó có cái gì đặc biệt nha. Let's go. Rồi, đầu tiên cái cách đóng hộp của con này thì nhìn nó khá là hay ho đó. Với cái logo là Deril A Plus này được làm cắt điệu lên, còn được đánh bóng nữa, nhìn nó rất chi là xịn sò luôn. Mình thử nha. Cái phiên bản hôm nay mình mở hộp thì sẽ là phiên bản màu trắng nha các bạn. Này, nó làm rất là chỉnh chu luôn. Có thể con chuột sẽ được nằm ở trong một cái hộp mà xung quanh sẽ được đựng đầy là mút xốp luôn. Đó. Rất là dày. Bảo đảm yên tâm là các bạn sẽ không có bị va đập hay là làm hỏng khi mình vận chuyển. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái túi để đựng một cái dock nữa, dock riêng luôn. Con này nó sẽ có một cái dock là sạc riêng, là một con chuột riêng. Các bạn lưu ý là ở phía dưới của cái hộp này nó còn có thêm một cái có ngăn chứa đồ ở dưới nữa nhé. Thì ở dưới đây chúng ta sẽ có thêm một cái dây cáp này. Cái dây cáp này thì nó sẽ là dây cáp Type-C, đầu được mạ vàng rất là đẹp. Đầu USB Type-A và Type-C đều được mạ luôn. Có cục chống nhiễu. Và dây cáp này sẽ là dạng bọc dù. Tuy nhiên thì cái bọc dù này của nó khá là mềm, chứ không có cứng. Cái dây của nó rất là mềm và nó không có cứng và nặng như những cái dây bọc dù khác. Ở dưới đây thì chúng ta còn có các cái tem này, hướng dẫn sử dụng. Một cái này là cái grip, tức là cái miếng dán để chúng ta dán vào thân của chuột cho nó chống bị trơn trượt, tạo cảm giác cầm nắm nó tốt hơn. Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng nữa. Cuốn sách này thì nó sẽ có một số cái thông tin chi tiết hơn về chiếc con chuột này. Mình thấy nó cũng chỉ toàn tiếng Trung Quốc thôi. Hình như là cái này nó không có thị trường nước ngoài nên nó cũng không có cần, nó không có ghi tiếng Anh. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái miếng nữa, đó là miếng fit. Miếng fit này thì sẽ thay cho fit của chuột, nếu mà chúng ta bị mòn thì chúng ta có thể thay được. Họ rất là ít con chuột nó có hỗ trợ cho chúng ta thêm nhiều đồ chơi như thế này. Ngoài ra còn chúng ta còn có những cái sticker logo của hãng. Cái này thì chắc cũng không cần thiết lắm đâu. Và như vậy thì trong hộp chúng ta sẽ có ba cái thành phần chính. Đầu tiên là em chuột Deril A Plus, một con dock sạc như thế này. Cái dock sạc này thì nhìn nó khá là nhỏ nhắn, tuy nhiên cầm thì cũng rất là nặng. Chúng ta sẽ có một cái sợi dây cáp Type-C thuộc Type-A. Rồi chúng ta sẽ thử xem thử con chuột nó có gì nhé. Đầu tiên thì đây là phiên bản màu trắng nên nhìn mình cầm lên nhìn nó rất là clean luôn, nhìn nó rất là đẹp. Cái form của con này thì sẽ là form chiếu dạng công thái học, tức là nó sẽ bầu hẳn sang một bên như thế này. Và chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ có hơi có một cái miếng bè ra đây, thì để chúng ta có thể kê được cái ngón cái lên. Tuy nhiên thì bên này nó lại không có cái phần để kê ngón út. Với cái form size công thái học như thế này thì những bạn thuận tay phải cầm lên thì rất là dễ chịu. Và con này thì nó cũng kiểu dạng tay cầm mà kiểu để cả lòng bàn tay lên. Đó, chúng ta sẽ áp hết toàn bộ cái bàn tay này lên con chuột luôn. Về cái cách bố trí nút bấm thì chúng ta sẽ có hai nút ở bên hông như những con chuột khác, một nút chỉnh DPI ở giữa con lăn và hai nút trái phải. Chúng ta sẽ có thêm một cái công tắc gạt để chuyển đổi các cái cách kết nối từ 2.4 dùng dây và Bluetooth. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái công tắc nữa, công tắc này là để chỉnh LED nha các bạn. Về các cái fit chuột thì chúng ta nhìn thấy là fit con này cũng khá là lạ. Đó, cái kiểu fit nó cũng hơi lạ một xíu. Nó có cả fit của cái ngay dọc đây nữa, fit ở cái máy đặt mắt đọc luôn. Đó, đây là nhiều fit. Và cái fit này là mình chưa có lột ra nhé, nếu mà lột ra thì ở trong là màu trắng. Về cái nhựa cấu thành của con này thì mình cảm giác đây là một nhựa hơi nhám nhám một xíu, đặc biệt là những cái nút như này nó làm khá là nhám. Cái nhựa của con này mình có cảm giác như nó được cấu thành từ những cái dòng nhựa cao cấp, cho nên cầm vào nó rất là chắc chắn luôn. Đặc biệt là khi mình bóp này, đó, bóp hay là mình nắn, bóp cực mạnh vào luôn nha, nó cũng không hề có cảm giác ọp ẹp hay có bất kỳ cái tiếng kêu nào phát ra luôn. Con này nó có thiết kế cực kỳ là chắc luôn nha.
À, có một cái nữa đó là khi mình để tay á, cái ngón út này mình để xuống đây thì nó có cái khoảng cách rất là lớn. Với cái kiểu như thế này thì các bạn yên tâm là khi chúng ta cầm nó sẽ không có bị nhầm vào hai nút này. À, chúng ta sẽ thấy một cái logo của Dario nhỏ nhỏ ở đây. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy có một cái đường xẻ từ phía trước ra phía sau chuột như thế này. Cái đường xẻ này chính là cái đường mà chúng ta sẽ thấy có led chạy qua đây, tí nữa nó sẽ bật lên. Về hai cái nút bấm trái phải này thì mình thấy nhà sản xuất kêu là sẽ sử dụng bấm của Kai với cái độ bền lên tới 80 triệu lượt nhấn. Về cái switch của Kai này thì mình cảm giác cái lực bấm của nó khá là nặng nha, và cái độ phản hồi của nó cực kỳ nảy. Cho nên khi mình bấm, nếu như mà bạn nào thích ưa thích một cái cảm giác nảy tốt, cảm nhận tốt thì có lẽ đây là một switch khá là phù hợp. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy có cái con lăn này, nó sẽ có một cái khớp rất là rõ ràng luôn. Khi chúng ta lăn thì nó sẽ cho một cái khớp cực kỳ rõ. Tuy nhiên khi mình lăn nhanh thì nó sẽ hơi ồn ào một xíu các bạn ạ. Tức là tiếng của nó sẽ phát ra hơi ồn. Đó. Đấy. À, còn những cái nút bấm khác thì mình thấy cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ thấy có cái cổng tai C ở đây. À, đặc biệt là phía sau, phía dưới nhá, phía dưới đít thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ thiết kế theo kiểu trong suốt. Và chúng ta sẽ thấy có hai cái chấu này để sạc. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ thấy có một cái logo Daryl, cũng chính là cái chỗ cất receiver luôn. 2.4G đấy. Đó, lôi ra như thế này. Nhìn kiểu trong suốt như này cũng khá là hay. Bây giờ mình sẽ thử gạt sang cái dùng 2.4G nha. Đây, gạt lên trên. Khi gạt lên trên 2.4G thì chúng ta sẽ thấy có cái đèn báo ở đây này. Đèn báo ở đây nó sẽ có hiện là chúng ta đang sử dụng chuẩn kết nối nào. Màu xanh lá cây hình như là 2.4G. Và với cái kiểu thiết kế cái đế trong suốt như này thì chúng ta thấy được led nó sẽ tỏa ra cực kỳ là rõ ràng luôn, rất là sáng. Đó, đây là một cái ý đồ của nhà sản xuất, nó làm trong suốt như kiểu này nhưng để cho led nó tỏa ra nhiều hơn đấy. Ok, bây giờ mình chuyển sang cái phụ kiện cũng khá là hay của thằng này, đó là cái dock. Cái dock này thì chúng ta sẽ có kim luôn cả một cái dongle, tức là chúng ta sẽ cắm được cái USB vào đây để sử dụng dùng 2.4 đó, chúng ta sẽ nối dài ra. Như vậy thì cái đường truyền tín hiệu của nó sẽ ổn định hơn và giúp cho con chuột của chúng ta hoạt động có thể trơn tru mượt mà hơn nhiều. Nếu như chúng ta cắm một cây thì cũng được, cây PC ấy. Tuy nhiên thì có những trường hợp mà cái cây nó khá là xa thì nó rất là dễ bị nhiễu. Thì khi mình gắn cái dock vào trong PC, nếu mà chúng ta muốn bật led thì ở dưới đây chúng ta sẽ có cái nút bấm để mà có thể hiệu chỉnh led của cái dock này. À, về cả cái dock này thì nó cũng có cả cái fit luôn. Giữ một lúc cái nút này thì đèn nó sẽ bật lên. Đó, chúng ta thấy được đèn LED RGB chạy khá là đẹp. Nó sẽ có rất là nhiều các cái chế độ đèn LED khác nhau. À, dù sao thì chúng ta vẫn chỉ để cái kiểu thường là để cái kiểu rainbow như thế này, chạy cực kỳ đẹp luôn. Và như các bạn thấy thì cái đèn LED của nó cực kỳ sáng. Mặc dù là đèn ở trong phòng của mình để rất là nhiều nhưng mà chúng ta vẫn thấy được LED của con này. Nếu như các bạn để trong cái phòng mà chúng ta tắt bớt đèn đi thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Thì với cái dongle như thế này nó vừa giúp cho chúng ta truyền tín hiệu tốt hơn giữa con chuột và cái USB. Ngoài ra thì nó sẽ có hai cái chấu này, đây là cái chấu nam châm sạc, cái sạc nam châm của con chuột đó. Khi chúng ta kê lên thì nó sẽ tự động sạc luôn. Và với cái chấu này như các bạn thấy khi cắm chuột vào nó sẽ tự hít vào đúng vị trí, và cái đèn LED màu xanh này là cái đèn LED đang báo chuột đang sạc đây. Rất là dễ đúng không? Bây giờ mình sẽ thử tắt bớt đèn ở trong phòng đi để cho các bạn nhìn rõ hơn về cái led nhé. Như các bạn thấy thì cái đèn led của nó rất là sáng, đặc biệt là cái dock như thế này. Đây, cái dock của nó led rất là đẹp luôn, cực kỳ mượt mà. Ngoài ra thì con chuột thì có cái đèn led do nó cả làm cái đế hoàn toàn trong suốt, cho nên là khi chúng ta để trên bàn thì cái đèn led của nó lộ ra rất là nhiều. Tuy nhiên thì với cái kiểu trong suốt chúng ta sẽ thấy rõ từng cái đốm sáng chứ nó không có tỏa đều như cái dock này. Cái dock này thì nó làm kiểu mờ cho nên là cái đèn led nó được tỏa đều hơn, chứ còn cái kiểu trong như thế này thì led nó lại không có được đều lắm. Và chúng ta sẽ thấy được là ngay phía dưới hai cái nút tiến lùi này thì nó cũng sẽ có cái led luôn. Đó, có led RGB luôn. Và đây, cái rãnh này nó cũng có led RGB. Chạy cực kỳ mượt và đẹp luôn. Về cái ngoại hình thì mình không có cái gì phải ý chê trách về cái ngoại hình của con này rồi. Nó thiết kế kiểu cực kỳ đẹp. À, mình nghĩ là một trong những con chuột đẹp nhất luôn từ trước đến giờ mà mình cần cầm trên tay luôn á. Thì em này đang sử dụng một cái mắt đọc mà nhà sản xuất công bố là AIMWL. Đây, ở ngoài nó có ghi luôn này.
AIMWL, Arm Wireless Low Power. Đây là một con chip chuyên không dây của thằng Dell. Nó sẽ có cái hiệu năng rất là tốt và cực kỳ chính xác. Ngoài ra thì nó sẽ có tiêu hao cực kỳ ít điện năng, cho nên sẽ có cái thời gian sử dụng lâu hơn. Và đặc biệt nha, cái con này có pin lên tới 930 mAh, một cái dung lượng pin rất là khủng khiếp. Mình nghĩ với cái dung lượng pin mà gấp gấp 2 hoặc gấp 3 lần những con chuột bình thường thì mình nghĩ cái lượng pin của nó rất là trâu. Thì đấy là về cái thông số mắt đọc của con này. Còn cái nút bấm thì mình đã nói rồi, nó sử dụng khá là ngon. Và cái điều cuối cùng đó chính là cái cảm giác cầm nắm của em này. Đây, cái cảm giác cầm nắm của em này thì những bạn nào mà tay phải cầm vào thì chắc chắn là sẽ rất là dễ sử dụng. Tuy nhiên thì cái trọng lượng của con này nó sẽ không có được nhẹ như những cái con như con ở chắc sắc X3 chẳng hạn, thì con này nó sẽ nặng hơn tương đối là nhiều, và nó sẽ phù hợp hơn cho những bạn nào mà thích cái cảm giác đầm và cái form cầm đại học như thế này. Mà với cái mắt đọc này mình đã thử test qua một số cái tựa game đơn giản như bắn CSGO hay là sử dụng để chơi các cái game MOBA bình thường thì nó vẫn đáp ứng được ngon lành. Và nói chung với những cái game thủ nghiệp dư thì con này xài như vậy là vô tư luôn. Còn về cái nhược điểm của con này thì mình nghĩ cái nhược điểm duy nhất của nó thôi nhé, đó chính là cái giá thành của nó sẽ hơi cao thôi. Chứ còn thực ra con này nó không có cái nhược điểm gì mà đáng phải chê trách cả. Ok, như vậy là mình đã đi review sơ qua em chuột Dell A955. Phiên bản này thì chỉ có sách tay thôi nhé, hiện tại thì không có phân phối chính hãng đâu. Và anh em nghĩ sao về em chuột này với tầm giá khoảng hơn 1 triệu? Và nếu như mà anh em muốn tìm hiểu thêm thông tin của em chuột này thì có thể vào trong link ở trong phần mô tả nhé. Anh em có ý kiến gì về em chuột này thì hãy cứ comment trong phần bình luận. Nếu mà anh em thấy hay thì hãy nhớ like và share ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.